xin cô giáo cho con nghỉ học đi. Con sẽ mua hết cái đống bánh này của bà luôn. Thiệt không? Đây, cô giáo tên gì? Đây, bấm coi. Đây, bác gọi nha. Cô giáo ơi, tôi là bà ngoại của bé Na. Hôm nay bé Na nó bị đau bụng rồi, cô giáo cho nó nghỉ học bữa ngang. Dạ, cảm ơn cô giáo. Xong rồi nha. Con cảm ơn bà, lấy con bịch kẹo này nha. Đây. Đây của con, tiền của con. Cảm ơn bà. Bye bye, cần gì gọi nha. Bà ơi, hôm nay con bị điện kiến. Bà cưới này giùm con đi, cô sẽ mua hết đống bánh của bà. Sao học dở dữ vậy trời. Rồi nè, rồi mua bánh đúng không? Bánh gì, để cái nào. Rồi của con nè, lần sau nhớ nhớ gì nhờ bà nữa nghe. Dạ. Ba là người bữa giờ bao che cho nó đúng không? Đúng. Sáng là cô giáo mới nói dối tôi xong. Bà lãng quạng nha, tôi kêu dân phòng hốt cái quầy bà lên phường đó. Đây, về biết tay tao. Bà thương nghe. Không ăn tao ăn. Ngon không? Ăn con. Ngon ăn nha. Để chứ con. Ngon. Ăn miếng con. Ngon. Ngon thật ngon cho. Nếu mà chơi mất ra cái bé ăn không nha. Ăn con. Cảm ơn nha. Tâm, ngon quá. Bà ơi, con đói bụng. Đói bụng hả? Đói bụng cho hai đứa nhịn. Hồi nãy tao kêu đút ăn không chịu ăn. Thì bây giờ tao no rồi đó, giờ thôi nha. Rồi tự kiếm gì ăn đi nha mấy đứa. Mua kẹo. Thôi, ăn kẹo súng răng đó. Không, mua kẹo. Chị, mua kẹo cho bé đi, chị kẹo ngon lắm. Thôi, nhà nó kẹo hà, nó có ăn đâu. Thôi, nhà mình làm gì có kẹo. Con nít không có cãi vậy trời. Trời ơi, cái kẹo này ngon lắm con ơi nè. Trời ơi, cái kẹo sữa này nó ngon mà nó ngọt, nó có ăn thử một cục đi. Ngon lắm, trời ơi, kẹo nó thiệt mà, kẹo hàng nhập mà em nói thiệt mà ngon chị. Dạ, của chị 15 ngàn nha chị. Cái gì? Đúng rồi, ăn rồi 15 ngàn. Lấy đi con, 15 ngàn. Nè. Rồi, dạ em cảm ơn chị. Biết tay đâu. Lần sau ủng hộ bà nữa nghe con. Cố lên, cố lên đây mà coi chà. Thì ra trốn ra đây chơi không chịu về ngủ trưa đúng không? Nhưng mà trời này chơi vui lắm á bà. Đúng đó chị, chơi bốc thăm trúng thưởng đi chị. Cái số này càng cao là giải thưởng càng hấp dẫn. Nhiều lửa. Dạ 2.000 thôi. Chơi đi chị, đi ra cho bà chơi. Dạ, chơi đi chị. Rồi, tiền nè. Dạ 2.000, dạ em cảm ơn Hưng. Rồi bốc đi. Trời, chị trúng được 200 đồng. Chúc mừng rồi. Chị tiếp đi chị, tiếp đi chị. Cầm. Rồi đi. Trời ơi, con buồn ngủ quá. Đi về trước đi chứ, gõ bụng vô mà về gì, đang chơi vui còn chết à. Dạ. Hai, la chơi dữ vô rồi còn chơi hơn mình nữa. Trời ơi, mấy trò này dễ ẹt mà sao làm sai hoài vậy con. Kì đi bà chỉ ra. Ăn quả nhớ chấm ớt. Trời, nghe cái chả nước miếng ê răng rồi. Sao kỳ kỳ vậy ta? Trời, câu hai sao? Có công mài sắt có ngày mỏi tay. Sao lại mỏi tay vậy bà? Tại vì làm nhiều thì mỏi tay thôi. Trời ơi, dở ghê. Con số 3 đó thì sạch, rách thì mai lại. Rồi, mai lên trường lấy 10 điểm về cho bà. Dạ. Đi đi. Đã chỉ vậy rồi mà còn không điểm. Đã ngu rồi, còn mày đặt khóa chỉ. Bán tôi cái bánh mì đi. Nè, 5.000. Ủa, nay bán gì vui vậy? À, ba cái hình dán của mấy đứa nít đó mà. Bán cho tôi đi, về tôi dán, tôi khè mấy đứa nít ở nhà. Mà cái hình này dễ ra không? Dễ ra, bà lấy cái này mà dán lên rồi chùi nước cái lỡ ra liền mà. Ủa, đỡ quá ta, lấy tôi này nha. Rồi, 8.000. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Xô, nhìn bà giống đại ca không? Nhìn bà giống chị Châu thì có. Nè, nhìn bà giống đại ca không? Nhìn bà giống như băng rồng để cánh gì á. Hai đứa này, tào lao quá. Cái đứa này. Cho con bốc thanh trúng thưởng đi bà. À, 1.000 một lượt, con lấy mấy lượt? Dạ, cho con bốc 4 lượt đi bà. À, rồi, bốc đi con. Dạ. Số mấy đây? Ồ, số 20. Ồ, không trúng rồi. Con bốc nữa đi con. À. Rồi, cũng không trúng luôn. Con mất 4 lượt rồi. 4 lượt nữa đi. Rồi, ok, bước đi Cang. Ủa, sao không có cái nào trúng hết vậy bà? À, vậy là chắc con xui rồi. Thôi, chúc con may mắn lần sau nha. Đứa, hai đứa. Hôm nay bà mới về bong bóng mới nè. Hai đứa mua giùm bà nghe. Bong bóng gì có hỏi con bà? Hỏi to chứ con. Vậy bong bóng này hỏi gì không bà? Hỏi đẹp lắm. Bà hỏi cho cô Xin đi. À, vậy à, thôi bà thổi cho hai đứa coi nha. Rồi tí nữa hai đứa có gì vui giùm bà nghe.
Ôi tôi mệt quá trời ơi trời ơi trời. Xong hai đứa mua mấy bệt? Dạ thôi con mua đâu, tại con cũng không thấy nó đẹp lắm. Trời đất ơi, hai cái con này. Trời đất ơi. Trời đất ơi, sao cái kẹo này ngon như vậy trời. Trời đất ơi, cho tiền ăn sáng xong mua kẹo hết trơn vậy. Ăn kẹo con này xuống răng hay chưa? Kẹo lì lộm mà. Ba cái kẹo này có gì ngon đâu mà sao tụi nó ăn dữ vậy trời. Thử đi. Này cái gì? Ủa cái gì đây? Trời đất ơi. Trời đất ơi, sao ngon quá vậy trời. Trời đất ơi, sao cái kẹo này ngon như vậy trời. Kẹo ngon quá trời ơi. Sao mấy cái kẹo này nó ngon dữ vậy trời ơi. Tuyệt vời. Thơm quá. Ngon quá. Thành gì mấy đứa nó thích. Ngon quá. Chị của con nhau hết rồi. Bà dục hết rồi. Còn nít con nôi là không có được ăn kẹo hay chưa. Ăn kẹo nhiều là bị đau mắt đó. Dạ. Kẹo của con. Bà ơi, bà còn bán chai đồ thổi bong bóng không bà? Đồ thổi bong bóng hả? Đồ thổi bong bóng bà hết bán rồi. Muốn thổi bong bóng đúng không? Đi về nhà lấy cái chai nước rửa chén ở nhà pha ra cho bà. Mà lấy đủ nhiều nhiều nghe chưa mới ra thành bong bóng được. Dạ. Bà là cái người xuống nó lấy nước rửa chén thổi bong bóng đúng không? Ủa thì nó tới nó mua tôi không có rồi, giờ tôi phải chỉ nó chứ sao. Trời ơi, nó về nó quậy hết cái nước rửa chén của tôi rồi kìa. Bây giờ tôi không có gì rửa chén hết trơn á. À, nhà hết nước rửa chén rồi đúng không? Tôi có bán. Đây, thoải mái mà rửa nha. Lấy luôn đi. Mà cơ hội thiệt á. Nhiều 19 ngàn. Nè, còn 10 ngàn nè, cầm đỏ đi. Còn như vào bữa ra trả. Đi về nhà, úp mặt vô tường cho tao. À Su ơi, ra ngoài mua cho bà ba một mì, 4 nước mắm nha. Dạ. Con mua gì con quên rồi, đợi con xíu nha. Bà mua gì quên rồi? Ba bột mì, 4 nước mắm. Dạ con nhớ rồi. Bà lấy con bịch đường với bịch bột nè. Rồi rồi rồi, chờ bà xíu nha. Ê không phải. Đợi con xíu nha. Bà mua gì quên rồi? Trời ơi, đi ra ngoài mua đất cái tiệm tạp hóa cho tao. Ê bà Lép, đâu vậy? Dạ. Chơi đố vui nữa không? Ôi, bữa trước mua chiếc xe đạp chưa chuột về nữa kìa. Thì hôm nay chơi đi, tôi cho bà gỡ lại. Vậy hả? Rồi. Đố dễ nha. Đố dễ nè. Đố bà, trái gì xù xì mở ra thơm phức cả nhà thấy ngon? Quả mít. Đúng rồi, giỏi quá. Tặng bà. Dễ không nữa không? Dễ. Nữa nha. Đố bà, cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh? Cây nha. Cái nến, vậy là bà thua rồi nha. Vậy cái giỏ này của tôi nha, ngày mai ra chuột lại. Đố bà, quả gì không phải để ăn mà là để đá, để lăn, để chuyền? Quả đuối. Sai rồi, quả bóng. Vậy là bà thua rồi nha, cho tôi lấy đồ dép đi. Ủa vậy là thua rồi. Thua rồi, mai ra chuột nha.